Xin chào các bạn, kinh doanh hoa giả đang trở thành một xu hướng khởi nghiệp hiện nay. Vốn đầu tư thì không quá lớn, lại thu về lợi nhuận khủng thì ai mà chả thích phải không nào? Vậy thì khi mở một shop hoa giả thì các khoản thu chi cụ thể ra sao? Bạn cần phải dự trù bao nhiêu vốn để mở cửa hàng hoa giả thành công? Phải mua những gì, chuẩn bị những gì? Tất cả sẽ được blog khởi nghiệp giải đáp ngay dưới đây. Chỉ cần bỏ ra 5 phút thôi thì bạn sẽ biết hết tất cả các thông tin liên quan đến nguồn vốn kinh doanh shop hoa giả thành công. Hãy cùng theo dõi nha. Khi mở một cửa hàng hoa giả thì các bạn cần các khoản thu chi tài chính sẽ bao gồm tiền thuê mặt bằng, chi phí sửa chữa, nâng cấp cửa hàng, tiền mua thiết bị, đồ dùng trưng bày, tiền nhập hàng, chi phí thiết kế website và duy trì hoạt động, tiền lương cho nhân viên, các khoản chi phí phát sinh khác. Tiền thuê cửa hàng 7-10 triệu đồng trên một tháng. Theo kinh nghiệm mở shop bán hoa giả mà blog khởi nghiệp đã tổng hợp được, thì khi thuê mặt bằng phải bỏ ra ít nhất là 7 triệu đồng trên một tháng. Đương nhiên bạn có thể đầu tư nhiều hơn để mở một shop tại vị trí đắc địa và đông người qua lại. Có thể là mặt bằng khu dân cư, văn phòng v.v. Khi đó thì chi phí sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu một tháng hoặc là hơn. Khi thuê mặt bằng thì bạn sẽ phải cọc 1, đóng 3. Vị trí là bạn sẽ cần dự trù khoảng 40 triệu các bạn nha. Đổi lại thì vị trí shop thì chẳng thể chê vào đâu được cả. Một lưu ý nữa là bạn nên chọn các vị trí mà có chỗ để xe rộng và an toàn, vỉa hè không sâu thì càng tốt. Chi phí sửa chữa, nâng cấp cửa hàng 5-10 triệu đồng. Việc tu sửa và trang trí shop bán hoa giả thì có thể cao hoặc là thấp tùy thuộc vào độ chịu chi của bạn. Nếu như số vốn của bạn có giới hạn thì cũng không cần bày vẽ gì nhiều, hãy trang trí một cách đơn giản thôi. Ngay từ khâu chọn mặt bằng, hãy tìm chỗ nào cho thuê mà có cơ sở vật chất nguyên vẹn hay là chỉ hư hỏng 1-2 chỗ để sửa chữa. Như thế thì vừa tiết kiệm được chi phí bỏ ra lại không tốn quá nhiều công sức của bạn. Nếu chưa có nền gạch men hay là nền giả gỗ thì mới mua, còn không thì chỉ cần trang trí thêm hệ thống chiếu sáng là cửa hàng của bạn đã lung linh rồi đấy. Chỉ cần 5 triệu là đủ để trang trí rồi đấy. Còn nếu có nguồn vốn lớn, hãy thuê các đơn vị thiết kế bạn nha. Chi phí có thể là 20-30 triệu, nhưng mà đủ lại, bạn sẽ có một không gian đẹp, thu hút khách hàng và độc đáo. Tiền mua thiết bị, đồ dùng trưng bày 30-45 triệu đồng. Đối với một shop hoa giả thì các kệ gỗ để trưng bày và lưu trữ các loại hoa là thứ không thể thiếu. Loại kệ gỗ đơn giản nhiều ngăn sẽ có mức giá trong khoảng từ 10-20 triệu đồng, bao gồm có 4 kệ, 5 cấp, tủ lớn 5 ngăn, quầy lễ tân kèm với tủ, giá gỗ để co. Ngoài ra thì bạn có thể dành khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu để mua chậu nhựa hoặc là chậu sứ đựng cảnh hoa lụa. Với shop hoa giả thì đồ trưng bày không tỉ mẩn mà chỉ đơn giản vậy thôi. Tiền nhập các loại hoa giả, bình sứ từ 30-50 triệu cho lần đầu. Tùy vào mặt hàng hoa giả mà bạn muốn kinh doanh mà tiền nhập hàng sẽ khác nhau. Hoa giả thì có nhiều loại khác nhau như là hoa lụa, hoa nhựa, hoa voan, hoa pha lê, các loại cây giả. Mỗi cây thì một giá, với số vốn ít thì chọn hoa voan, hoa nhựa. Còn số vốn nhiều hơn thì chọn hoa pha lê, hoa lụa cao cấp, các loại cây giả. Thông thường thì các chủ shop thành công chia sẻ rằng họ đã dành khoảng 30 triệu đổ lại để nhập các loại hoa mà có thể lấy hàng tại các chợ đầu mối, chợ bán buôn lớn như là Đồng Xuân, Hàng Quạt, Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Điếu. Hãy cân nhắc thật kỹ bạn nha. Bên cạnh hoa giả thì bình sứ, bình nhựa, lọ thủy tinh cũng là những mặt hàng được ưa dùng. Bạn có thể dành số tiền từ 10-15 triệu đồng để nhập các mẫu bình hoa là thoải mái. Chi phí marketing, quảng bá cửa hàng hoa giả từ 3-5 triệu đồng trên một tháng. Nếu bạn khéo tay và có kinh nghiệm thiết kế bảng quảng cáo thì bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đó nha. Còn không thì hãy bỏ ra từ 2-5 triệu đồng để thuê thiết kế và lắp đặt. Ngoài ra thì bạn có thể chi thêm tối đa là 2 triệu để có thể in túi và tem card. Điều này sẽ nâng cao danh tiếng và quảng bá cửa hàng hoa giả của bạn. Nếu chỉ dừng lại ở bán hàng tại cửa hàng thôi thì bạn đang bỏ phí một lượng lớn khách hàng online đấy nha. Ngày nay thì mua sắm online đang trở thành một thói quen lớn. Vì thế hãy thiết lập một cửa hàng trực tuyến miễn phí ở trên fanpage, TikTok hoặc là bỏ ra chi phí tầm 3 triệu đồng một tháng để mở một cửa hàng trực tuyến. Còn về chi phí marketing và quảng cáo thì theo kinh nghiệm mở shop của blog khởi nghiệp thì bạn chỉ nên đổ tối đa là 3 triệu đồng trên một tháng mà thôi nha. Chưa có kinh nghiệm nên đừng vội đổ tiền vào chạy quảng cáo mà hãy biết cách xây dựng thông tin, đăng bài thường xuyên và đều đặn.
Đây cũng là cách hiệu quả để marketing không đồng cho cửa hàng của bạn đó. Đầu tư phần mềm quản lý bán hàng, 2 triệu đồng trên 1 năm. Bạn tin được không, chỉ với 2 triệu trên 1 năm, thì tất cả các khâu từ quản lý tồn kho, bán hàng, quản lý doanh thu đều trở nên dễ dàng và tiện lợi. Đầu tư phần mềm quản lý bán hàng là một lựa chọn thông minh dành cho bạn. Ngoài các chi phí mà blog khởi nghiệp vừa kể ở trên, thì khi mở một shop bán hoa giả, bạn còn phải chi các khoản như là tiền điện nước mỗi tháng, 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, chi phí phát sinh. Vậy nên thì bạn cần chuẩn bị thêm từ 5 đến 10 triệu đồng nữa để đảm bảo bạn nhé. Như vậy, để kinh doanh một shop bán hoa giả, bạn cần phải có trong tay số tiền từ 100 cho đến 200 triệu đồng. Nên số vốn của bạn không đủ, bạn có thể tham khảo mô hình kinh doanh online nhé. Vừa tiết kiệm chi phí mặt bằng và cả điện nước nữa. Hy vọng rằng với những thông tin về số vốn phải bỏ ra để mở một shop bán hoa giả, thì các bạn sẽ mở thành công một shop bán hoa giả và kinh doanh thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.